Alo, dạ em xin mến chào đại gia đình yêu thương của em nha. Chào quý vị đã đến kênh YouTube Ngọc Family Channel. Mến chúc sức khỏe đại gia đình của mình và hy vọng rằng mọi người sẽ có một năm mới phát tài phát lộc, an khang tịnh lượng vạn sự như ý nha. Thì đến với chương trình kể chuyện ngày hôm nay, em xin phép kể cho quý vị quá bá đạo luôn. Cái đó nó có răng thiệt sao? <laughs> thì à, cái câu chuyện này như thế nào mà lại có cái tiêu đề nó hấp dẫn đến như vậy thì em mến mời đại gia đình của mình cùng thưởng thức cái câu chuyện này nha cái câu chuyện này như thế nào cái đó nó có răng thiệt sao <laughs> thì à, à, không biết là nó có răng hay không mà nó nhìn nó như thế nào và cái kết ra làm sao thì em mến mời đại gia đình của mình cùng thưởng thức cái câu chuyện ngắn ngắn của em nha à, cái câu chuyện này nói về một cái vùng quê xa xăm hẻo lánh kia thì có một cái bà mẹ bà mẹ này là coi như là bà mẹ này có một cậu con trai mà cậu con trai mình năm nay mới có 7 tuổi thôi à mà thằng nhóc này rất là thông minh thì cái cô này cũng không có chồng thành tử ra cổ cũng còn rất là dịu dàng là xinh đẹp nết na thùy mị dễ thương lắm thì cái nghề của cổ là may vá đồ để kiếm tiền để lo cho con ăn học vậy đó thì gần nhà có cái anh này anh này thì ảnh cũng rất là cao to lực lưỡng nhưng mà không có vợ cũng để ý cái chị này À, có con có chồng thì mà có chồng có chồng anh vẫn anh nồng anh mẩm anh bồng anh thương anh thương em là bởi vì em đã có chồng nhưng mà anh này á, là anh thương cái cô này đã có một đứa con rồi nhưng mà cô không chồng cô đã mất từ rất là lâu rồi thành thử ra là à, đàn bà con gái mà ở vậy thì anh này cũng tội anh cũng thương đó thử ra hai người cũng tới lui tới lui nói chuyện với nhau cũng có tình cảm cũng bưng trà bưng nước đồ rót nói chuyện thân mật. Thì đứng trước một cái tình huống như vậy thì bất cứ đứa bé nào cũng sẽ cảm thấy rất là bực bội, rất là khó chịu tự nhiên tình cảm Mà mẹ thương cho mình bữa giờ tự nhiên bây giờ mẹ mẹ thương cái cái chú này nữa thì cái đứa bé nó không bằng lòng. Cho nên là cậu nhóc này mới nghĩ ra một cái kế hoạch để chia sẻ tình cảm của hai hai người này đó giữa mẹ của mình và cái ông chú hàng xóm này bằng cách một ngày đẹp trời mưa gió bão bùng tầm tã thì cái thằng nhóc này nè nó mới chạy qua nhà của cái anh hàng xóm đó chú ơi chú ơi có chuyện này gấp lắm con kể cho chú nghe nha mà chú hứa đó, là chú đừng có kể cho mẹ của con nghe tại vì mà mẹ con mà biết được á là mẹ của con á sẽ Quét đòn con đó chú ơi thì à, cái cái anh này anh nghe cái chuyện gì mà có liên quan đến người yêu của mình thì anh này cũng rất là tò mò muốn biết thì anh mới nói thôi được rồi à, con cứ ngồi ghế đi uống ly nước đi rồi kể chú nghe nghe không âu à, chuyện gì mà con kể về má con đâu con kể chú nghe coi dạ để con kể chú nghe là hồi hôm qua nó con thấy má con ngồi má con đái, trời ơi, nghe tới đây là cái như hấp dẫn à. rồi, tôi cái gì mà nghe cái gì mà có đái đái là hấp dẫn rồi, à. rồi sao nữa con, đâu kể cho chú nghe coi rồi sao nữa con thấy cái gì, dạ con thấy cái đó của má con nha, nó có răng, nó có răng gì à? ghê lắm, <laughs> thì cái anh này anh sợ rồi, à. trời cái gì ghê con mà có thiệt không, nít mà nó đâu có biết nói sạo ta, chắc là có thiệt nó mới nói nè, là nó có răng mà mà có thật không con dạ thiệt nhưng mà thôi con về nha mà chú hứa chú đừng nói má con biết nha để má con la con đó nghe con về nha chú thì cái anh này anh cũng rất là ngờ ngợ anh cũng sợ nữa trời ơi mình yêu cái cô gái này mốt mình lấy cổ làm vợ mà giờ nó có găng nó ghê vậy rồi đưa cái của mình vô nó cắn đứt của mình sao trời ghê quá thì ông này ông cũng lo nơm nớp trong lòng ông ông cũng nghĩ là một ngày đó mình thử thử cái coi trước khi mình cưới cổ thì mình thử một cái coi nếu mà phải có răng thì mình chạy luôn còn <laughs> thì con nít nó không bây giờ nó biết nó sợ hết thì thằng nhóc này mới chạy về nhà chạy về nhà nó mới la lên má 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 có chuyện này gấp lắm con kể cho má nghe nè thì bà má bả đang ngồi sau bả đang rửa chén giặt đồ bả nghe nhóc la thất thanh cái bả mới chạy lên bả nói gì vậy con mày đi đâu từ nãy giờ má kiếm mình mày má kêu mày về ăn cơm mà sao mày đi đâu nãy giờ vậy kể má nghe Coi chuyện gì xảy ra ờ, dạ con kể cho má nghe hồi nãy con qua nhà của chú người yêu của má đó rồi sao con bà nội để bả nghe người yêu bả thì cũng thấy tò mò ha rồi con qua con thấy gì bệnh trời ơi con qua bệnh nó con thấy chú đang đứng đáy ngay gốc cây dừa mà hả nghe, đứng, nghe, nghe nó đứng đáy thì cái bà này bà cũng thấy bà cũng thấy chỗ này sao mà nó thú vị quá thì bà cũng lắng tai bà nghe rồi sao nữa mày thấy cái gì nữa cái tao nghe coi ôi, ôi con thấy cái của chú nó bự bằng hả cái 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 cụ chỏ nè bự lắm Ủa cụ chỏ của má đó bự lắm trời ơi cái bà cái bà này bà nghe xong bà sợ quá nói cái gì cái gì ghê mày Bộ bằng cụ chỏ hả trời ơi, sao mà nó đưa vô cái của mình chắc mình chết quá mà có thiệt không con mà nít đâu có biết nói xạo ta cái thôi con đi chơi nha hỏi con về nha má thì bà thì bà đầu bà này bắn ngồi mới suy nghĩ nha trời mai mốt mình lấy cái anh này mà bây giờ nó bằng cái cuộc chỏ gì vậy? sao thấy ghê vậy thì thôi để kêu ổng vô thử thử một cái coi làm sao thì đầu hai người mới bàn tính với nhau ông kia cũng muốn thử bà này cũng muốn thử nữa thành thử ra hai người mới ra thu xếp công chuyện làm sao để đem cái đứa nhỏ này qua bên nhà bà ngoại nó để nó ngủ bển đi để mà tiện hai người tâm sự chứ bây giờ tâm sự nói chuyện là chim biển mà có thằng nhóc này kìa đà cắn mũi sau được thì mới kêu nhóc lại má nói con nghe uh, bây giờ á con qua nhà bà ngoại con ngủ đêm nay nghe không rồi ngày mới con về tại bà ngoại nhớ con bà ngoại thương lắm bà ngoại có mua nhiều kẹo sô cô la bệnh lắm thì thằng nhóc nó mới nói dạ dạ nghe nó kẹo thằng nhóc khoái quá nó chạy bệnh nó ngủ thì tối hôm đó thì cặp tình nhân này không hẹn mà gặp <laughs> thì cái anh này ảnh mới mò sang nhà của chị này đó thì tối hôm đó thì cũng như hai người thương nhau sẵn có tình cảm trước đó rồi mà bữa nay thì cái thằng nhóc nó qua nhà bà ngoại nó ngủ rồi là cái thời gian lý tưởng để mà thể lệ thể hiện tình cảm tỏ tình đâu ha với lại là anh này anh cũng thắc mắc là phải cái đó nó có răng thiệt không trời ơi nghe thằng nhóc nó kể ghê quá ta nó có răng răng gì Trời rồi mình đưa cái của mình nó cắn mình hết sao thế là anh này cũng nhò nhò vô nhào vô hai 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 người như có tình cảm rồi thì bắt đầu là nhào vô đóng cửa lợi rồi tắt đèn thì hai người cũng làm qua làm lợi thì tới cái giây phút cái giai đoạn mà tôi bằng là gây cấn á thì chuẩn bị đưa vô đó thì anh này anh mới nhớ thằng nhóc mới nói chú ơi cái đó của má con có răng mà cái đó nó có răng thiệt không ta trời ơi lỡ mình đưa cái của mình vô rồi nó cắn cái của mình sao thì bà này thì bả nghe bả nhớ những gì con mới nói má ơi cái đó của chú bằng cái con chó nè nó ghê lắm trời ơi nghe xong thì cũng bà cũng sợ lỡ mình đưa vô rồi nó bự gì trời ơi, chắc banh chành quá cho cái ghê quá thế bắt đầu hai, người cũng suy tính sao không biết nữa thì bà này bả mới nghĩ ra bây giờ mình sẽ đưa cái bù gói của mình à, tắt đèn đâu có thấy gì đâu mình đưa bộ gối của mình đưa vô đó coi thử coi chả làm gì thì cha này chả như là mà... cái ông này thì ông đưa cái bù gối của ổng vô chứ ổng ngu gì ổng đưa cái cái đó của ông vô nó cắn đứt răng răng là cái có răng cắn đứt của mình sao còn bà thì bà bà lấy cái tay bà chụp bây giờ á, mình phải để cái tay mình chứ mình đừng có đưa cái đó của mình vô thì mình chấp lại đó thì một hai ba thì hai người chuẩn bị sắp lá cà chuẩn bị làm chuyện đó đó thì ông nội này thay vì ổng đưa cái của ổng vô ông đưa ông đưa cái cụ trọ ổng đưa cái của ổng đưa ha ổng đưa cái cái này nè bù gói của ổng vô thì cái bà kia đó bà chuẩn bị tư thế sẵn sàng rồi bà lấy cái này nè bà chụp ai về bà la lên a à! rồi ông kia ông cũng la ô trời ơi thấy ghê quá thôi tôi về nha tôi về nha trời ơi anh đi về đi anh ơi trời thấy ghê quá trời ơi cái gì mà cái 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 đó của bà gì mà có răng mà cái gì mà cái móng tay người phụ nữ thường thường có móng tay đó thì khi mà chụp cái bù gối của ổng thì bà tưởng là là chụp cái của quý ai về chụp thì thấy chỗ cái bù gối của bà bù cái bù gối thì tưởng là của quý tưởng là la của của con trai này bù dữ dạ trời ơi đâu phải bằng cái bù chỏ đâu cái này bằng cái bằng bằng cái bù gối rồi con ơi thấy ghê quá còn ông kia thì ông cũng sợ quá đàn bà con gái gì mà cái đó có có răng trời răng mà nó nhọn quắc mà nó mười ngón nha <laughs> trời trời cái đó nó có răng thiệt không kể xong cái này xong nhiều người ta chưa có vợ rồi nghe ta nghe xong ta sợ tết chứ lấy vợ luôn <laughs> thì, thì à, đây là cái câu chuyện cũng mang tính chất gọi là tiếu lâm hài hước thôi chứ không có gì hết trơn á cảm ơn quý vị rất là nhiều vì đã luôn theo dõi và ủng hộ cho em nha và chúc cho mọi người năm mới vui vẻ nhiều sức khỏe xin chào